Ăn đi bé. À, chút lần này chắc được. Cây con lửa quay con lửa. Ừ, má quay con đây. Quay con. Chà, đang mì tôm kìa. Ba bé lung lũ không là cú mắng cho mắt luôn. Ăn đi. Bé ngồi xuống. Bé ngồi xuống ăn. Ừ, cắm trứng. 24 24 Ăn đi. Chà, tình hình mình gấp được cơ à. Ôi, chà, múc được mì tôm ăn cơ à. Khá nha. Có ngồi yên một chỗ không? Dẹp luôn chén bún này. Ngồi xuống ăn, không có lên dẹp luôn này. Nhanh. Ba quay cái tiếng con đi. Ôi trời, sạch sẽ luôn. Chà, phải nói là vì ăn được không con? Muốn xem thì phải quay xong mới xem được nhé. Càng đi. Đi. Mày kẹ, mày chân kẹ. Mày chỉ ăn đi. Ăn cái gì ạ? Dạ. Bà chanh con. Dạ bỏ. Cậu đi. Bắt chanh con là bé khỏe ăn luôn. Chú lẹ chú lé luôn á. Dạ chú lé luôn á. Chú dạ chú lé đúng không? Đúng không đi? Chú dạ chú lé. Đúng không? Đúng. Trời ơi sai rồi. Thôi. Phải đúng chính xác à? Thì chắc ăn chấm gì bị chấm năm nè ngon quá. Nè ăn đồng hoàng nè ngon quá đúng chính xác rồi đó. Wow, chà. Wow, chà. Nhìn mình hết rồi nha. Thấy thêm nhiều con cái nữa. Nhâm 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 ngon thiệt. Úi giờ chị Vy ăn này. Trời thấy chưa. Đâu dùm đâu bé ăn đây. Ôi trời. Cúi xuống à. Có nhiều đứa mà anh mày không hết. Thông minh ghê chứ. Ờ chị Vy ăn này. Rồi hết xong. Hết chưa bé? Bé mang rồi hai chén nữa. Còn ba chén nữa. Nó bò xong nào quá. Còn bông ra chén nữa. Mày chén. Mày chén. Khôn ghê nhỉ. Cúi cái đầu xuống nữa chứ. Vậy mới ăn được chứ. Nếu ăn đúng hồi nãy thì làm sao mà ăn được.
chỉ có nước đói thôi không vậy? Có nước rồi mà hấp. Trong rồi. Đang còn kìa.